Rồi câu 98 nha mọi người. Câu 98. Từ nào không biết thì các bạn ghi ra. Yêu cô quá hả Rosie, cảm ơn em. Rồi câu 98 mọi người ơi, 98. Đừng để tôi nóng nha. Để tôi nóng là tôi đọc ngôn tình. Minh Công chặn con xe. QB chặn câu C. Nghĩa Phạm chặn câu C. Kim Ngân chặn câu D. 3 trên 4 bạn đều chặn câu C. Hôm nay lớp chúng ta chọn phần đông đều là đúng ha các bạn. Chữ despite là câu trả lời đúng. Rồi nếu mà chọn câu despite ai chọn câu despite các bạn sửa lại cho Quỳnh với. Trời ơi tôi đang dạy học mà cưới xin gì ở đây vậy trời. Despite, despite, despite. Tại sao lại chọn câu despite vậy các bạn ơi? Sửa lại thành cái gì mọi người? Sửa lại thành chữ although nha mọi người. Mặc dù. Đố các bạn biết tại sao? Despite cũng là mặc dù luôn, although cũng là mặc dù luôn. Thế thì tại sao câu despite lại sai? Tại vì despite sẽ cộng với lại cái gì các bạn? Despite sẽ cộng với lại danh từ hoặc là verb in nhá. Sẽ mang nghĩa là mặc dù. Các bạn ghi công thức lại cho nhớ, các bạn comment lại cho nhớ nha. Còn although thì nó sẽ cộng với lại một mệnh đề gọi là một clause đó các bạn, cũng mang nghĩa là mặc dù luôn. Despite phải cộng với lại danh từ hoặc là verb in. Mark went on working. Went on là bằng went on là tiếp tục làm một cái việc gì đó. Mark vẫn tiếp tục làm việc despite mặc dù là he felt unwell. Unwell là không khỏe đó các bạn. Well, unwell là không khỏe. Nguyên cái này là một cái mệnh đề nè. He felt unwell, cảm thấy không khỏe. Cho nên là chúng ta không chọn despite ở đây được mà mình phải chọn là although. Mark went on working until he felt unwell. Mark vẫn tiếp tục làm việc mặc dù là anh ta cảm thấy không khỏe. Từ từ hả? Quỳnh dạy bị nhanh ha các bạn. Các bạn có theo được không? Alo, alo. Alo. Nhắc lại nha. Despite cộng danh từ hoặc là verb in là mặc dù. Tụng công thức mỗi ngày hả? Experience là trải nghiệm hoặc là kinh nghiệm. Thích giọng cô quá rồi. Cho ví dụ với từ despise để dễ nhớ hả? Cho ví dụ với từ despise. Mở nhạc lên đã báo hiệu mà. Tới tới tới. Ôi cô ơi. Despite the fact that. Đây cái cụm the fact that chính là một cụm danh từ nè các bạn. Despite the fact that. Despite the fact that chính là cụm ngôn từ nè các bạn, cụm danh từ nè. The fact that đấy các bạn thấy không? Mặc dù đó. Despite the fact that I will get hurt again just like before. I don't know why I keep on loving you despite the fact that I will get hurt again just like before. Em không biết sao, em không biết tại sao mà mình vẫn cứ mãi yêu anh. Dù cho em biết sự thật rằng mình sẽ lại tổn thương lần nữa, cũng giống như lần yêu trước đó, cũng giống như bao lần trước đó. Em không biết tại sao em vẫn cứ mãi yêu anh. Dù the fact là sự thật nha các bạn. Dù em có biết sự thật rằng, dù sự thật đó là em biết rằng mình sẽ rồi lại tổn thương cũng giống như bao lần trước đó. Cảm ơn VIP yêu. Sorry to disturb. I love you so much. Thank you. Thank you VIP yêu. Chị có chia tay gì đâu, đâu có đâu.
đó là phản xạ đấy em, không 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 chị không có chia tay gì hết trơn á, đó là phản xạ, trong phản xạ đầu óc thôi không gì. Xin chị đừng làm em nghiện chị thêm. Rồi hay không mọi người, chưa kịp chụp á, nè chụp lại đi nhanh, rồi xong mình chị up lại lên, chị up lại lên trên YouTube của chị, YouTube cô giáo Quỳnh mà, các bạn có thể vô coi lại nha. Rồi câu 99, tự nhiên tôi dạy mình ta, tôi cảm thấy sến sẩm quá đi mất. Ai nhóc luôn chàng câu 99D, Mỹ Phụng chàng câu 99D, nhìn giọng chị luôn hả Demon, Katoki chàng 99C, Huỳnh Mai chọn 99D. Đáp án chính xác, đa phần các bạn chọn câu D nhưng mà đáp án chính xác là câu C nha các bạn. Đáp án chính xác là câu C. Đúng rồi, made to drink, be made to verb 1 là bị bắt phải làm việc gì nha mọi người. Be made to verb 1 là bị bắt phải làm việc gì đó. À, I don't like drinking milk. Tôi thật sự không có thích uống sữa lắm đâu. Even though, mặc dù là tôi bị, I am made to drink a lot, bị ép uống sữa mọi người ạ. À, be made to verb 1 là bị bắt uống sữa nhiều lắm. Đâu có gì đâu nhục hả dạ xóa. Sai thì thôi đâu có gì đâu. Be made to verb 1 nha mọi người. Ok, what are you made to? Ở nhà, ở nhà các bạn có bị ép làm việc gì không? Mùa này căng quá hả. Ôi mọi người ơi, phái phái chảy nước miếng. Mọi người ơi, ở nhà các bạn có bị bắt làm gì không? I am made to, tôi bị bắt phải làm một cái việc gì đó. I am made to, các bạn có thể cộng với lại một cái verb gì đó, ví dụ như là I am made to cook, tôi bị bắt phải nấu cơm nè. Rồi các bạn thử tự đặt câu qua nào. I am made to study, bị bắt học hả. I am made to, các bạn ghép câu vào nhá. I am made to, I am made to get married, bị bắt kết hôn. Có một cái đoạn văn, có một cái đoạn văn là bị ép kết hôn đó mọi người. Yes. Ok, I am made to use money. Cuốn quá hả? Xem cô 5 phút mà phát hiện mất gốc luôn. Không ai sẽ ép được em giữ thần vậy. Ok la. Ôi rồi, hết rồi. Vậy là hôm nay mình làm tới câu 99 mọi người ạ. À, vậy là hết đề rồi nè các bạn, 99 rồi. Ok la. Thế thì giờ mình làm Kahoot luôn nha.